Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ tập hợp một số cái mẫu xe với cái thương hiệu của Mỹ này và của Đức, những cái cỗ xe tăng rất là hầm hố luôn anh em nhé. Cửa tiền có giá từ 135 triệu đồng trở đi. Đấy, những cái mẫu Mercedes 200 này, Mercedes E200 đấy, và Mercedes E280, Mercedes C230, Mercedes E240, BMW X3, đầy đủ hết mọi người nhé. Thì những cái mẫu xe này đang được bên em bán với mức giá rất là hợp lý thôi. Đấy, toàn những cái mẫu xe cực kỳ là chất và sang trọng. Bên em chuyên mua những cái dòng mà nó rất là gọi là đẳng cấp một thời. Đấy, đẹp, bền bỉ. Đấy, những cái con xe em giới thiệu bây giờ đây là những cái mẫu xe là thực sự là không có một cái lỗi gì đâu. Mua về việc anh chị chỉ có việc sẵn đi thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì cả. Đấy, với những cái dòng Mercedes E này hay là những dòng Mondeo này thì một số xe là có cái động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu, 1.8 đổ lên thôi anh em nhé, 1.8 đổ lên thôi. Thì đầu tiên đó là chiếc Ford Mondeo được sản xuất năm 2003 với cái động cơ là 2.5 số tự động, bản đổ, cửa sổ trời, đó, ghế chỉnh điện, la răng đúc, phanh ABS 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh. Chiếc Mondeo này đang được bên em bán với mức giá là 145 triệu đồng mọi người nhé. 145 triệu đồng cho cái mẫu Ford Mondeo được sản xuất năm 2003 với cái tông màu ghi bạc này. Đấy. Giá tiền rất là hợp lý anh em nhé. La răng đúc 4 bánh này, phanh đĩa 4 bánh, cửa sổ trời. Đó, số tự động, động cơ 2.5 V6. Đấy, rất là đẹp. Áo ghế này, nội thất này, điều hòa auto, ghế chỉnh điện này. Các bác nhé. Túi khí an toàn quanh xe. Đấy, cửa sổ trời. Giá rất là ok thôi, 145 triệu đồng cho cái mẫu Ford Mondeo này tất cả anh chị và các bạn nhé. Đấy, tông màu ghi này, hạc sáng này, màu sáng rất là đẹp luôn. Form dáng sedan hai đầu, những cái mẫu xe mà nó thượng hạng một thời các bác nhé. Đấy, đi rất là đầm chắc và chắc chắn. Mà cửa tiền của nó bây giờ rất là ok, rất là dễ mua. Đấy, 145 triệu đồng cho mẫu Ford Mondeo này. Anh chị làm quan tâm thì em sẽ gửi ảnh chi tiết vào Zalo cho anh chị nhé. Tiếp theo đó là chiếc Mercedes-Benz C200 được sản xuất năm 2001 với cái động cơ là 2.0 số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức. Đấy, 135 triệu đồng thôi anh chị nhé, 135 triệu đồng. Form dáng rất là đẹp này, màu đen sạch sẽ, số sàn, đi rất là khỏe, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, nội thất vàng ươm luôn, hai luồng điều hòa, túi khí, 6 túi khí an toàn anh chị nhé. Màn hình đầy đủ rồi, màn hình cam nùi đầy đủ, 6 túi khí an toàn, điều hòa auto này. Đó, 4 kính chỉnh điện auto luôn, cốp mở điện. Đấy. Đây, các bác nhìn nhá, nội thất rất là đẹp luôn. Giá rất là ok. 6 túi khí an toàn luôn các bác nhá. Cửa tiền rất là ok, chỉ có 135 triệu đồng thôi. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Đó, C200 nhập khẩu nguyên chiếc của Đức nhá, động cơ 2.0 số sàn. Rất là dễ đi và cực kỳ khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, gương kính chỉnh điện, điều hòa auto. Đèn pha auto các bác nhá. Form dáng rất là đẹp luôn, những cái đường chỉ mạ chrome này các bác nhìn này. Tạo một cái điểm nhấn của xe rất là ok. Đấy, dàn lốp rất là dày luôn. Còn khoảng 85-90% luôn. Đấy, đèn pha rất là sáng anh chị nhá. Đèn pha mặt ga lăng và biểu tượng. Đấy, những cái đường mạ inox chạy quanh xe nhìn rất là nổi trội luôn. Giá cửa tiền chỉ có 135 triệu đồng thôi anh chị nhé. 135 triệu đồng cho cái mẫu Mercedes C200 sản xuất năm 2003. À đâu, 2001. Nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, xe không hề một lỗi nhỏ đâu anh chị nhé. Form dáng rất là đẹp, xinh nhan tích hợp trên gương các kiểu, màn hình cam nùi đầy đủ. Đấy, 4 bánh phanh đĩa này, ABS 4 bánh luôn. Rất là an toàn. Đấy, phanh chống bó cứng anh chị nhé. Vâng, tiếp theo là chiếc Mercedes-Benz E200 được sản xuất năm 2004 anh chị nhé. Với cái tông màu vàng cát rất là đẹp này. Đấy, với cái khối động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu, động cơ chỉ có 1.8 số tự động. Đấy, xe trang bị rất là nhiều túi khí an toàn này, xinh nhan tích hợp trên gương, ga tự động này, điều hòa auto, 3 luồng riêng biệt. Đấy, đèn pha auto, gạt mưa auto, cân bằng điện tử, hệ thống phanh điện tử anh chị nhé. Phanh ABS chống bó cứng, tên tư nhân biển Hà Nội cũng rất là đẹp luôn, 30A05118. Đấy, tông màu đẹp này, mặt ga lăng rất là đẹp luôn, biểu tượng này,
Các anh nhìn nhá, đây là biển nó có thể cử động được để chống gãy anh chị nhá. Đấy. Đèn pha này, tông màu rất đẹp, tông màu vàng cát này, rất là hiếm luôn. Đăng kiểm mới, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2020. Tất cả nguyên bản theo xe luôn anh chị nhá. Nguyên bản luôn đấy. Elegant. Đường mạ lốc này. La răng đúc 4 bánh nguyên bản theo xe này. Tông màu cực kỳ là đẹp luôn. Đây, nội thất của nó anh chị nhá. Nội thất màu sữa rất là đẹp. Hai ghế trước chỉnh điện. Đó, 6 túi khí an toàn. Ga tự động. Động cơ 1.8 vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, không quá 10 lít cho 100 km đâu anh em nhá. Đấy, điều hòa 3 vùng riêng biệt, điều hòa auto. Đấy, ga tự động. Giới hạn tốc độ. Ga điện đấy anh chị nhá. Cực kỳ đẹp trong mẫu E200 này. Đó, cốp của nó các bác nhìn chưa? Sạch sẽ, rộng rãi chưa? Đó. Nguyên bản luôn, lốp dự phòng cũng là Michelin luôn nhá. Một con xe nó đẹp thật sự luôn. E200 sản xuất năm 2004, đăng ký năm 2005. Tên tư nhân biển Hà Nội. Một cái mẫu xe mà không hề có một lỗi nhỏ nào cả, máy móc thân vỏ bao tét tất cả các loại thầy thợ luôn, không tai nạn đâm đụng hay ngập nước. Còn keo chỉ không hề mất phân nào. Đấy nhá, ghế da nguyên bản theo xe này. Rất là mềm mại, cực kỳ ok đấy. Đấy, vô lăng tất cả rất là đẹp, vô lăng củ số, trần nỉ nguyên bản theo xe, nội thất màu kem. 248 triệu đồng, 245 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị nhá. Đấy, bác các bác nhìn nhá, vàng ươm luôn. Có ánh nắng vào đấy các bác nhá. Có ánh nắng vào này. Đấy. Trông cái màu nó cực kỳ là đẹp luôn, vàng ươm luôn. Cửa tiền rất là ok. 245 triệu đồng anh chị nhá. Động cơ 1.8, 4 máy, sử dụng máy dọc cầu sau. Đấy. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị làm mà kết cái mẫu, những cái mẫu xe này alo cho em Quang lên số điện thoại là 0358286286 em Quang Hải Dương nhé. Những cái mẫu xe này em đã có video chi tiết trên kênh rồi. Anh chị làm mà cần thì em sẽ gửi link cho nhé. Tiếp theo vẫn là một chiếc Mercedes-Benz E200. Đấy, chiếc này nó đặc biệt hơn một chút vì là nó được sản xuất năm 2008, form mới. Cũng tên tư nhân, biển Hà Nội, tông màu đen, form mới rất là đẹp này. Biển rất là đẹp luôn, 30A71166. Cực kỳ đẹp luôn nhá. 2008 đang bán với mức giá là 355 triệu đồng. 355 triệu đồng nhá. Đây các bác nhìn này. Form dáng này rất là đẹp luôn, tông màu đen. Đấy, những cái ốp mạ hay là viền inox chạy quanh xe rất là đẹp, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2020 mới đăng kiểm xong. Nội thất da nguyên bản. Đấy, form mới các bác nhìn đẹp chưa? Mặt ga lăng đây nhá, biểu tượng. Đấy, biển cũng rất là đẹp, tên tư nhân biển Hà Nội nhá. Động cơ 1.8 số tự động. 1.8 đây anh chị nhá. Đấy, form dáng đây. Đẹp thực sự luôn. 4 bánh phanh đĩa, cân bằng điện tử ABS, chống bó cứng, phanh điện. Đấy. Nội thất của nó đây. 4 luồng điều hòa riêng biệt luôn. Đấy. Thấy chưa? Rất ok nhá. Cửa gió điều hòa, quanh xe nhiệt độ lúc nào trong xe cũng rất là ok. Ghế da nguyên bản theo xe. Đấy. Da nguyên bản theo xe 100% nhá. Không hề một lỗi nhỏ, 6 túi khí an toàn. Chân lỉ nguyên bản theo xe, sạch sẽ luôn. Đó. Da này, da xịn 100% luôn nhá, không hề có một vết xước luôn. Các bác nhìn nhá. Rất là đẹp. Rèm xe lắng đây. Đó. Tên tư nhân biển Hà Nội. Form mới này, các bác nhìn này, vô lăng rất là đẹp luôn. Hai ghế trước chỉnh điện. Nhớ ghế 3 vị trí này, 4 kính chỉ điện auto, gương kính cụp xòe đầy đủ. Đèn pha auto, ga tự động. Vô lăng điện luôn. Đấy, gật gù bằng điện luôn này. Đấy. Các bác nhá, không hề một lỗi nhỏ luôn. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe này, đẹp chưa? Đó. Củ số rất là đẹp này. Nội thất quá là đẳng cấp luôn. Không hề một lỗi nhỏ đâu anh em nhé. Da nguyên bản này. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Động cơ chỉ có 1.8 thôi. 1.8 số động. Form dáng rất là đẹp. Form mới, form 2008 đấy. Đây, form 2 này. Cuối 2006 là có form này rồi.
Đấy, đăng kiểm rất là dài, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2020. Con này em đã có video chi tiết ở trong kênh rồi. Anh chị nào quan tâm thì vào kênh của em xem video chi tiết của chiếc xe này. Cảm biến quanh xe luôn anh chị nhé, xi nhan tích hợp trên gương. Đấy. Tiếp theo là chiếc Mercedes-Benz E280 này. Em mới về tối qua mua của một vị bác sĩ ở bệnh viện ở Vĩnh Phúc. Đây, các bác nhìn nhá, la răng đa chấu này với cái động cơ 3.0, hộp số tự động 7 cấp. Trolic. Đấy các bác nhìn nhá, form dáng đẹp chưa? Con này có nghĩa là đi chân nó là nó ngồi trên nó thua mỗi miệng S thôi. Nó thua mỗi miệng S thôi anh chị nhá. Được sản xuất năm 2006, đăng ký năm 2007, form 2007 mọi người nhá. Một con xe là hoàn toàn không một lỗi nhỏ đâu, form dáng tất cả góc cạnh. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020. Đấy. Các bác nhìn form dáng quá nhá. Đã căng đét chưa ạ? Như mặt gương luôn. Soi gương luôn anh chị nhá. Nội thất của nó đây. Nội thất đen, sạch sẽ đẳng cấp. Ôm gỗ chạy quanh xe. 6 túi khí an toàn, 8 túi khí an toàn. Em nhầm, con này là 8 túi khí an toàn, 2 màn hình theo xe. Đấy, 2 màn hình theo xe các bác nhá. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn. Đấy, 2 màn hình này, thêm một cái màn hình hành trình nữa và cam lùi là 3 màn hình. Nguyên bản hết từng chi tiết một các bác nhá. Nhớ ghế 3 vị trí là nội thất da nguyên bản theo xe. Cực kỳ là đẹp. Không có một chỗ nào gọi là da thường nữa anh chị nhá, không có một chỗ nào gọi là da công nghiệp. Đấy, da bò nguyên bản theo xe luôn. Đóng cửa chắc lịch luôn. Đấy, nội thất của nó đây. Đây là cái điều khiển. Đây là cái điều khiển của cái màn hình đằng sau anh chị nhá. 4 luồng điều hòa riêng biệt luôn. Đó. Đấy, chạy quanh xe nên là nhiệt độ trong xe lúc nào cũng rất ok các bác nhá. Trần lỉ nguyên bản theo xe, cửa sổ trời panorama, toàn cảnh, ghế sau hình như là không có người ngồi. Đấy các bác nhá, ghế sau hình như không có người ngồi đâu. Các bác nhìn đây, da của nó ok không ạ? Da của nó nhảy đã ok chưa? Đấy. Xe mới sử dụng được có 11 thôi, à đâu 16 vạn thôi. Đấy, điều khiển nguyên bản theo xe này. Tem mác này còn nguyên này, chưa bóc này. Đấy, màn hình đằng sau. Đó. Con này em đã có video chi tiết trong kênh rồi. La răng đa chấu rất là đẹp. Tên tư nhân biển Vĩnh Phúc. E280, động cơ 3.0, hộp số 7 cấp. Cảm biến quanh xe luôn chị nhá, ống xả kép này. Đấy, cảm biến quanh xe luôn. Đây. Form dáng của nó đây. Nội thất của nó là hàng Phúc chuột rồi. Gương kính chủng kính chỉnh điện các kiểu luôn. Đấy, tất cả sử dụng bình thường. Đèn auto này, rửa đèn nhá, rửa đèn chạy tơi cực kỳ luôn. Bấm một phát nó tạt nước lên luôn anh chị nhá. Ga tự động này, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Con này nếu mà tăng tốc là dính lưng vào ghế luôn anh chị nhá. Đấy, vô lăng rất là đẹp, vô lăng củ số các bác nhìn thấy là quả này đã ok chưa? Đấy. Gỗ nguyên bản nhá. Vô lăng nguyên bản theo xe. Đó. 355 triệu đồng cho mẫu xe E280 này. Đấy, con này đang trên thị trường nó đang không đang bán mà không một con nào dưới 400 triệu đâu anh chị nhá. Anh chị cứ tham khảo trên những cái trang mạng xã hội. Đấy. Một con xe em cam kết hoàn toàn không lỗi nhỏ nhá, máy zin số zin luôn. Form dáng rất đẹp. Con này em đã có video chi tiết trong kênh rồi. Anh chị nào mà quan tâm thì alo cho em. Đấy, tiếp theo là con C250 CGI. Đấy, sử dụng turbo động cơ 1.8 này. Bản đặc biệt. Bản AMG đi anh chị nhá. 360 triệu đồng. Tên tư nhân biển Hà Nội, biển rất là đẹp thôi. Một dàn xe hôm nay biển rất là đẹp. Đấy, form dáng này, xi nhan tích hợp trên gương này. Góc cạnh cân đối này, la răng này. Form dáng này các bác nhìn nhá, 360 triệu đồng. À đâu? Con này là 460 triệu đồng em nhầm. 460 triệu đồng anh chị nhá. Em vừa ghi giấy nhầm, ghi thiếu một số. 460 triệu đồng. Vất cái giấy đi đâu. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe nha anh chị nhá. Toàn da đen, nội thất đen thôi. Đấy, trần lỉ nguyên bản theo xe, tất cả xe này. Bản này sử dụng turbo nữa, rất là tiết kiệm nhiên liệu và khỏe. Động cơ chỉ có 1.8 thôi. Tên tư nhân biển Hà Nội.
đăng kiểm đến tháng 8 năm 2020. ₩460 triệu anh chị nhé, 460 triệu cái mẫu xe này. Nội thất của nó đây, ghế chỉnh điện này. Cũng ga tự động cruise control đời 2010. 4 luồng điều hòa riêng biệt. Âm thanh cái dòng này nghe đặc biệt đẳng cấp rồi. Đấy, gương kính chỉnh điện đầy đủ này, cụ xe đầy đủ, điều hòa hay là đèn đóm auto, rửa đèn pha auto. Đấy. 460 triệu đồng. Rất là đẹp luôn. Đấy, form dáng này. Được sản xuất năm 2010, tên tư nhân biển Hà Nội anh chị nhé. Bản CGI 250 CGI. Đấy. Tiếp theo là chiếc Mercedes C230 được sản xuất năm 2008 với cái động cơ là 2.5 số tự động mọi người nhé. Một cái màu rất là đẹp là cho phái nữ đi này. Màu mè rất là đẹp luôn. 365 triệu đồng cho cái mẫu xe Mercedes-Benz C230 sản xuất năm 2008 với động cơ là 2.5 số tự động mọi người nhé. Form dáng này, màu mè rất là đẹp luôn. Phải nói là con này nó cũng đẹp. Chưa chìa khóa này đâu. Khóa đâu rồi nhỉ? Đấy, form dáng các bác nhìn nhá, nội thất là màu kem này. Xe của chị gái em đang đi. Đấy, Thanh Loan Auto đấy ạ. Rất là sạch sẽ và thơm tho luôn. Đây các bác nhá. C230 biển 51. Tên tư nhân, gốc thành phố. Sẽ không bị mất 20 triệu tiền khi về biển đâu anh chị nhá. Đã dán chữ C300 AMG đây. Ống xả kép rất là ok luôn. Biển thành phố rất là đẹp này, 72292. 365 triệu đồng. 365 triệu đồng cho cái mẫu xe C230 này nhá. Rất là đẹp đẽ luôn. Cực kỳ đẹp đẽ luôn. Đấy, form dáng các bác nhìn chưa? Động cơ của nó là 2.5. Rất là khỏe khoắn. Mức tiêu hao nhiên liệu trước này tầm khoảng rơi vào tầm 10 cho đến 12 lít cho 100 km mọi người nhá. Đấy, nội thất rất là đẹp này. Cực kỳ thơm tho, sạch sẽ, màu ghi này. Đấy, phái nữ đi con này rất là đẹp. Anh nào mà chiều chiều vợ mua này về cho vợ đi chơi, đi shopping thì quá đẹp này. Đấy, form dáng ok chưa ạ? Rất đẹp luôn. Cửa tiền 365 triệu đồng anh chị nhé. 365 triệu đồng cho mẫu mẹt này. Con này em đã có video chi tiết trong kênh rồi anh chị nhé. Toàn bộ những video con này em đã có video chi tiết trong kênh rồi. Đấy, anh chị nào kết con này thì alo cho em theo số điện thoại 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Đấy, na răng đĩa 4 bánh này, cân bằng điện tử này, phanh chống bó cứng này, phanh điện tử luôn. Những cái auto rất là hay nhá, gạt mưa hay đèn pha, điều hòa. Đấy, ga tự động rất là ok. Giá nó rất là hợp lý thôi. Đi cái dòng này thì rất là sang. Anh em nếu mà quan tâm cái dòng này thì cứ trải nghiệm thử. Cứ trải nghiệm thử anh em nhé. Tiếp theo đó là chiếc E240 được sản xuất năm 2001, động cơ 2.5 số tự động. Đấy, cũng form dáng rất là cổ kính, 140 triệu đồng thôi, các bác có mẹc đi này. Khỏe luôn, đẳng cấp. Đăng kiểm đến tháng 8 năm 2020. Đấy, form dáng đẹp chưa? Các bác nhìn nhá. Tên tư nhân biển 34 em luôn, biển Hải Dương luôn. 140 triệu đồng. Nội thất xanh rất là đẹp. Đấy các bác nhìn nhá. Hai luồng điều hòa riêng biệt này, điều hòa auto các kiểu luôn. Nội thất da nguyên bản này. Cái dòng mẹt ở bên em bây giờ con nào con đấy toàn là nội thất da này. Nguyên bản đấy, tuyển những cái mẫu xe như thế nó gọi là sướng anh chị ạ. Tuyển được những cái mẫu xe thế gọi là chất lượng. Đấy. Túi khí quanh xe này. Số tự động này, gương kính chỉnh điện này, tất cả cốp mở điện này, 4 kính chỉnh điện auto này, kéo rèm đầy đủ này, cân bằng điện tử này, ga tự động này. Đó. Ok chưa ạ? Thế đã đủ ok chưa? 140 triệu đồng đã làm được những cái điều rất là gọi là
140 triệu đồng, gọi là nó làm được những cái điều rất là phi thường. Đấy, rửa đèn các kiểu này. Đấy, hai cái mắt rửa đèn đây. 140 triệu đồng thôi nhá. Mẫu mẹt E240 sản xuất năm 2001, form cũ. Đấy, form mới thì nó sẽ giống cái form như cái dòng mẹt E224 vàng cát kia kìa. Đấy. Tiếp theo này. BMW cũng là 140 triệu đồng, sản xuất năm 2003, động cơ 2.0 số tự động, tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy. 145 triệu. 140 triệu em cũng bán. Đấy. Số tự động này. Màn hình cam lùi đầy đủ này. Gương kính chỉnh điện các kiểu nhá. Vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay này. Có ga tự động luôn anh chị nhá. Ga tự động luôn. Đấy. Sedan hai đầu. Hai ghế trước chỉnh điện, đôi 468 8 hướng. Đó, gương kính chỉnh điện. Các kiểu số tự động. Túi khí quanh xe. Alo. Alo. Xe rớt biển 37 là biển bao nhiêu nhỉ? Anh đợi tí, em anh đợi tí nhá, em đang quay video tí em gọi lại cho anh nhá. Đây. Cảm biến này, cảm biến lùi này, camera lùi này. Nguyên bản luôn. À, lắp thêm nhập nguyên bản. Đấy, ghế da này. Da thật đấy nhá. Lâu lâu chưa người ngồi nên hơi cứng. Đấy, ghế da này, túi khí, 6 túi khí, đèn trần các kiểu, rèm che nắng các kiểu này. Đấy. Hai màn hình, như hai màn hình đằng sau chắc là chết rồi. Khóa em để kia. Vô lăng này. Bốn chấu. Nhớ ghế lái này, ghế nhớ ba vị trí luôn nhá. Ga tự động trên này luôn nhá, cruise control đấy, đúng không? Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ luôn. 140 triệu đồng. 140 triệu đồng anh chị nhá. Đấy, hai chiếc xe này đều là 140 triệu đồng này. Các bác nhìn form dáng nó rất là đẹp nhá. Một chiếc là BMW 318i sản xuất năm 2003, động cơ 2.0. Và con mẹt cổ kính kia là sản xuất năm 2001 với động cơ là 2.5 số tự động. Đấy, V6. Con này cũng là máy dọc, con này là không phải là máy V mà máy dọc sử dụng cầu sau. Con này cũng sử dụng cầu sau. Đấy. Hai con thì nó mỗi con nó một nét đẹp riêng. Đấy, con BMW thì thanh niên rất là thích, còn con mẹt là những cái bác mà có tí tuổi, à quên, xin lỗi là có tí tuổi mà các bác mà có tuổi đấy rất là thích cái dòng này để mà để đi uống cà phê cà pháo này, nó rất là nhìn nó rất là sang trọng luôn, nó rẻ tiền thôi, 140 triệu đồng thôi anh chị nhé, 140 triệu đồng thôi. Đấy, tiếp theo là hai con BMW X3 này, Bạch Công Tử và Hách Công Tử luôn nhé. Đấy, BMW X3 một chiếc biển 43 màu đen này là động cơ 3.0 số tự động X3 này, còn con biển màu trắng này là động cơ của nó chỉ là 2.5 thôi. Đấy, 4 máy. Chiếc biển 43 đang được bên em bán với mức giá là 248 triệu đồng. Còn chiếc màu trắng này là đang bên em bán với mức giá là 235 triệu đồng. Đấy. Bạch Công Tử và Hắc Công Tử đây. Rất là đẹp. Phải nói là đẹp thật sự luôn. Đấy, một quả bộ la răng này rất là ok. BMW hai con đều là X3 nhá. Con màu đen là bản 3.0, con này là bản 2.5. Con màu trắng này, tên tư nhân biển Hà Nội. Con màu đen này, tên tư nhân biển Đà Nẵng. Toàn những cái mẫu xe hôm nay là toàn những con biển đẹp thôi. Giá cả phải chăng? 235 triệu đồng. Các bác xem nào. Đây, nội thất của nó đây, màu vàng kem đây. Cửa sổ trời panorama chắc không sử dụng nữa rồi. Đấy. Ok nhá. Con này 235, 204. Đây con đen đây. Các bác nhìn nhá. Đấy. Thể thao dán độ tem kiểu sport rất là đẹp luôn. Đấy. Đây là chìa khóa.
Đấy, về với X3 này các bác nhá. 3.0 này. Nội thất đẹp luôn. Đấy, chủ này, thanh niên này, nhìn rất là trông như một cái cung điện luôn anh em nhá. Túi khí an toàn đầy đủ này. Quanh xe luôn. Ga tự động này, vô lăng tích hợp này. Đấy, động cơ 3.0 rất là khỏe khoắn luôn. Còn đây em đã có video chi tiết rồi. Đấy. Con này là 248 triệu đồng nhá, có bớt. Thì đó, anh chị nào mà quan tâm một trong những cái mẫu xe này thì alo cho em số điện thoại là 0358286286 bên Quang Hải Dương nhé. Bên em chuyên thu mua những cái dòng ô tô cũ đấy, đặc biệt là những cái chiếc xe cổ Đức này đi rất là sướng, cực kỳ là sướng luôn. Khi mà các bác đã sử dụng những cái mẫu xe này rồi thì sẽ không bao giờ muốn quay lại những chiếc Vios hay là những chiếc Lacetti, những cái chiếc xe Hàn, xe Nhật, những Accent. Nói thẳng luôn một điều là như thế. Đó, tất cả mẫu xe này anh chị nào quan tâm thì alo cho em nhé, theo số điện thoại 0358286286 em Quang Hải Dương. Đấy, toàn những cái mẫu xe rất là đẹp luôn anh chị nhá. Thì gặp lại tất cả quý chị và các bạn theo những video sau.